Ba kiểu phụ nữ không lấy làm vợ dù có đẹp đến đâu. Mến chào quý vị thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Kính thưa quý vị, dân gian xưa có câu nói lấy vợ lấy đức chứ không lấy sắc, có nghĩa là tiêu chuẩn lấy vợ, chọn vợ là chọn người có đức hạnh chứ không phải có vẻ đẹp bề ngoài. Trong một gia đình, phẩm hạnh của một người phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của ít nhất ba thế hệ. Người ấy có thể xác định liệu cha mẹ có hạnh phúc trong những năm tháng sau này của họ hay không. Cuộc hôn nhân của người đàn ông có hòa thuận hay không, tuổi thơ của đứa trẻ có hạnh phúc hay không và thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ sau này hay không. Vì vậy, khi chọn vợ, đàn ông không nên đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài của họ. Sau đây là ba loại phụ nữ không thể lấy làm vợ dù xinh đẹp đến đâu. Thứ nhất, phụ nữ luôn cho mình là đúng, còn người khác sai. Có lần tôi thấy một lời tâm sự của một người chồng trên mạng rằng vợ anh ta là người luôn cho rằng cô ấy đúng. Ví dụ nếu cô ấy chơi bài với một người bạn và về nhà muộn và mất tiền, cô ấy sẽ đổ lỗi cho chồng vì đã gọi điện giục cô ấy về nhà. Một ví dụ khác là phải chi tiêu hàng tháng rất nhiều tiền nhưng thu nhập của chồng lại quá thấp. Ngoài đời thực sự có rất nhiều câu chuyện về những cặp đôi như vậy. Về tính nết của vợ, thực ra đàn ông cũng không để ý trước khi cưới, nhưng có lẽ lúc đó anh ấy muốn vợ đẹp nên không quan tâm lắm. Kết quả là sau tất cả vẫn phải dùng cuộc hôn nhân không hạnh phúc để trả giá cho sự mê sắc của mình. Tinh thần trách nhiệm là phẩm chất cơ bản nhất của con người. Một người thích trốn tránh trách nhiệm, dù là nam hay nữ, họ không chỉ mệt mỏi trong tình cảm vợ chồng mà còn khó gánh vác trách nhiệm hôn nhân, gia đình và con cái. Vì vậy, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ hai, phụ nữ không biết cách chi tiêu. Có câu nói, chồng là cái giỏ, vợ là cái hòm. Người đàn ông dù có thành công đến đâu cũng cần một người phụ nữ đảm đang, cần kiệm, giúp anh ta phân bổ và quản lý chi tiêu để anh ta có thể duy trì công việc kinh doanh của mình. Có một mô tả hay về tiết kiệm trong một cuốn sách. Nếu bạn kết hôn với một người thích lãng phí, gia đình bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có trong một thế hệ. Nếu hai vợ chồng đều là người lãng phí thì họ không thể tích lũy tài sản. Hầu như không ai chi tiêu lãng phí mà có thể xây dựng được một gia đình giàu có. Trong các mối quan hệ gia đình, người chồng thường có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn người vợ chịu trách nhiệm quản lý thu chi của gia đình và tích lũy tài sản. Một gia đình hạnh phúc không thể tách rời sự hợp tác của vợ và chồng. Hai bên bổ sung cho nhau để đạt được hạnh phúc gia đình và tích lũy tài sản. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, chúng ta có thể thấy một số phụ nữ không chỉ quản lý tài chính không tốt, họ còn tiêu tiền hoang phí và tiêu tiền như nước. Họ thường mua những gì họ thấy, bất kể nó có hữu ích hay không. Các sản phẩm mua sắm trực tuyến chất thành đống và thậm chí không có thời gian để dùng đến. Khi nhớ lại những thứ đó và cảm thấy chúng đã lỗi thời, không phù hợp với xu hướng, họ lại mua sản phẩm mới. Người phụ nữ như vậy là người không có quan niệm về tiền bạc và tiêu tiền không có điểm mấu chốt. Trừ khi bạn ngu ngốc mà có nhiều tiền, đừng cưới về nhà loại phụ nữ như vậy, bất kỳ gia đình nào cũng có thể bị thất bại. Thứ ba, một người phụ nữ thích ôm mối hận thù. Là một con người, chúng ta nên luôn biết ơn. Có câu chuyện về một người đàn ông và một người ăn xin như sau. Một người ăn xin đến nhà một người đàn ông để ăn xin, và anh ta cho người này 10 nhân dân tệ. Ngày hôm sau, người ăn xin lại đến và người đàn ông đã cho thêm 10 nhân dân tệ như vậy trong một thời gian. Một ngày, người đàn ông chỉ đưa 5 nhân dân tệ. Người ăn mày hỏi anh ta, anh từng cho 10 tệ, bây giờ anh đưa 5 tệ là sao? Người đàn ông trả lời, tôi đã kết hôn và cần dành dụm nuôi một người vợ. Người ăn mày hành hung người đàn ông và nói, thằng khốn, mày dùng tiền của tao để nuôi vợ mày à? Chứng kiến sự việc đó, người vợ không có tâm trách giận với người ăn xin, mặc dù người đó lẽ ra cần biết ơn mới đúng. Có thể nói rằng, đàn bà nếu thích ôm mối hận thì đừng bao giờ lấy chồng. Vợ chồng sống chung với nhau nên khó tránh khỏi những chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt. Với người bình thường, vợ chồng tuy cãi nhau nhưng đến cuối giường thì mọi chuyện đã qua, còn tình cảm hơn. Đối với những người phụ nữ tiểu nhân thích ôm mối hận,
khi vợ chồng cãi vã, có thể chưa xong tài khoản mới nhưng cứ toan tính tài khoản cũ với nhau. Một ngày như vậy, định mệnh bay đi sẽ không bao giờ có được một ngày bình yên. Buffett là một nhà đầu tư vĩ đại, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ từng nói rằng quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là bất kỳ khoản đầu tư nào mà là kết hôn với loại người nào. Người đàn ông chọn lấy người phụ nữ như thế nào thường quyết định cuộc sống của một gia đình ba thế hệ tiếp theo liệu có được hạnh phúc hay không. Vì vậy, trong việc lựa chọn bạn đời càng cần sự hợp lý và cẩn trọng. Một người vợ đẹp chắc chắn là đẹp mắt, nhưng đây không phải là bản chất thực của cuộc sống. Một cuộc hôn nhân tốt cần trách nhiệm vun đắp, đó là về tính cách chứ không phải ngoại hình. Tất nhiên, nếu gặp được một cô gái có ngoại hình và tính cách đều tốt, đó là may mắn ba đời trời cho. Nhưng nếu bạn không được may mắn như vậy và phải chọn một trong hai, thì bạn phải nhớ bài học của tổ tiên. Thà chọn một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng có đức tính tốt làm vợ anh ta, còn hơn cưới một bình hoa về nhà. Có câu, hạt giống tốt là được nửa thóc, vợ tốt là có nửa phúc. Khi gieo trồng cây, nếu cây giống tốt có thể tăng sản lượng ngũ cốc lên gấp rưỡi. Nếu lấy được người vợ tốt, đó là may mắn cả đời của người đàn ông. Vợ hiền phu họa thiểu, tức là có vợ hiền thì chồng ít gặp họa. Trong một gia đình, người vợ có vai trò vô cùng quan trọng. Cái gọi là cưới vợ, chọn đức, không chọn sắc, có nghĩa là tiêu chuẩn lấy vợ, chọn vợ là chọn người có đức hạnh, chứ không phải có vẻ đẹp bề ngoài. Quý vị thân mến, trong đời mỗi người, yếu tố quan trọng, to lớn, đó là thái độ sống. Bạn lựa chọn một thái độ vui tươi, lạc quan sẽ làm cho cuộc sống của bạn tràn ngập tiếng cười. Ngược lại, bạn lựa chọn tự ti, chán nản sẽ khiến cuộc sống của bạn chẳng có được những thứ khiến mình vui. Tuy nhiên, cuộc sống có những khó khăn không lường trước. Nếu chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, tốt nhất thì chúng ta thay đổi trạng thái của mình để thích ứng, và sự thay đổi đó sẽ quyết định số phận. Tư tưởng sẽ tạo ra hành vi sẽ nuôi dưỡng thành thói quen, tạo ra tính cách, quyết định vận mệnh. Thói quen không phải tùy lúc mà có thể nuôi dưỡng thành, nó cần sự kiên trì và những hành vi lặp lại nhiều lần mới có thể tạo thành một cơ chế ổn định. Thói quen là nền tảng của vận mệnh, phẩm giá của con người chính là do thói quen tạo thành. Nhà bác học cổ đại Aristotle từng nói rằng, những chuyện chúng ta không ngừng lặp lại tạo thành chúng ta, biểu hiện nổi bật không phải là hành vi mà là thói quen. Chỉ cần kiên trì hành động, chúng ta có thể nuôi dưỡng thành thói quen, nuôi dưỡng thành tính cách thì có thể thay đổi vận mệnh của mình. Do đó, muốn sáng tạo ra một cuộc đời tốt đẹp thì không ngừng để bản thân suy nghĩ và hành động những thói quen tốt, giảm bớt những thói quen xấu đã tồn tại lâu dài. Thái độ giống như nam châm, bất kể suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, chúng ta đều bị lôi cuốn bởi nó. Suy nghĩ cũng giống như bánh xe khiến chúng ta di chuyển theo một hướng cụ thể. Thói quen tốt có thể giúp chúng ta tiến lên một đẳng cấp mới. Thói quen xấu sẽ là trở ngại cho cuộc sống. Muốn thành công thì hãy nghĩ cách để thói quen tốt trở thành trợ lực của mình. Nếu chúng ta không thể thay đổi những biến động mạnh mẽ từ xã hội, chúng ta có thể thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Nhiều người thường phàn nàn rằng họ rất xui xẻo, mọi việc đều không như ý. Thậm chí người khác còn nhìn mình khó chịu, mất bình tĩnh. Họ luôn nói rằng mình gặp vận đen và là nạn nhân của những điều phản bội. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều vấn đề không chỉ chúng ta mới gặp phải, mà cũng vấn đề như vậy, người khác họ đi qua nó rất nhẹ nhàng. Chúng ta luôn cảm thấy rằng mình không vui, thực ra nó do tính cách của chúng ta quyết định. Nhà văn và diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng người Mỹ, Chandler từng nói rằng quyết định cao độ của đời người không phải tài năng mà là thái độ. Chúng ta quyết định dùng thái độ như thế nào để đối đãi với cuộc sống thì sẽ có trải nghiệm và lĩnh ngộ không giống nhau. Đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống bằng thái độ tích cực hay tiêu cực chính là điều ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Do đó, quyết định dùng thái độ như thế nào để đối đãi với người khác và bản thân mình cũng chính là chúng ta đang quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào. Thái độ cũng giống như gốc rễ của con người. Khi gốc rễ ổn định, vững chắc thì còn lo gì việc làm không thành công.
Thực ra, 10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, còn 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận. Nếu một người chỉ biết phàn nàn về người khác, thì cho dù xung quanh có người tốt và khi điều tốt đến gần, họ cũng không nhận ra, chẳng khác nào tự mình xua đuổi chính mình khỏi những điều tốt đẹp. Bởi vì nếu trong mắt chúng ta không nhìn thấy sự tốt đẹp từ người khác, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp được điều đó. Khi chúng ta chỉ biết tức giận và phàn nàn thì những thứ đó sẽ luôn bám theo sau. Vậy nên nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ. Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ bạn chính là bạn chứ không phải một ai khác. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như vậy, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm như thế. Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là ngẫu nhiên chúng ta được ban tặng. Nhưng tình cảm là do chúng ta tạo ra, cảm xúc của bạn sẽ quyết định sự trải nghiệm trong cuộc đời bạn. Bởi vậy, những gì mà bạn có là do chính mình tạo dựng mà thành.